Nhìn những món ăn thơm lạnh, bắt mắt như thế này, không ai có thể nghĩ rằng đằng sau nó là cả một công nghệ chết người. Trong những năm gần đây, có rất nhiều vụ tai tiếng ẩm thực gây nên nỗi kinh hoàng và hoang mang cho sức khỏe của người tiêu dùng. Danh sách hàng loạt những loại thực phẩm kinh dị bán chạy nhất được công bố, và nổi bật trong đó là một công nghiệp tẩm ướp mang đến nỗi khiếp sợ về căn bệnh ung thư cho người tiêu dùng. Ngày hôm nay, xin mời các khán giả hãy tìm hiểu về loại hồ công nghiệp tẩm ướp này. Thưa quý khán giả, màu công nghiệp chắc có lẽ chúng ta đã không còn quá xa lạ nữa, vì đầy rẫy xung quanh chúng ta đó là những loại thực phẩm bị tẩm ướp như thế. Và để thu hút người dùng, nhiều quán ăn, nhà hàng đã dùng các loại phẩm màu hóa học để tẩm ướp gia vị, làm cho món ăn trở nên hấp dẫn và có màu sắc đẹp mắt hơn. Tuy nhiên, nhiều chủ quán đã dùng quá tay và lạm dụng các loại phẩm màu, cũng như là tìm mua các loại phẩm màu rẻ tiền, và đã làm cho người ăn nhiễm phải những thứ độc hại và nguy hiểm hơn là có thể gây ngộ độc thực phẩm. Hãy cùng phóng viên của chương trình tìm hiểu ngọn ngành hơn về điều này. Màu công nghiệp tẩm ướp ở đây là bột sắt. Đây là loại bột có xuất xứ từ Trung Quốc, là phẩm màu công nghiệp được bán khá phổ biến ở các hàng khô, bột có màu đen. Đây là clip tư liệu chúng tôi thu thập được. Trên đây là cách những người kinh doanh hướng dẫn sử dụng bột sắt để tẩm ướp thực phẩm. Cái này nó là sắt đúng không hả chị? Thì có phải cái này để nướng không? Thịt ra và... Cái này là chỉ hòa ra nước thôi, xong là được là khi mình làm con vịt con ngan ý, nó cũng nhúng lông. Thì là nhúng lông vào khi mình vặt lên màu vàng vàng. Nhưng mà không được anh ấy, không được nướng quá lâu anh ạ. Nướng quá lâu nó sẽ từ cái màu này nó sẽ sang chuyển sang màu đậm hơn, nó số gà. Mặc dù là mặt hàng được nghiêm cấm và có hình thức xử lý vi phạm nghiêm trọng, nhưng nó lại được bán ở hầu hết những gian hàng khô như thế này. Tuy nhiên, khi nhắc đến mặt hàng này, các chủ cửa hàng cũng tỏ ra khá thận trọng và e dè. Bởi họ biết đây là loại hàng cấm và có lẽ họ cũng hiểu rằng màu công nghiệp tẩm ướp này có hại như thế nào đối với sức khỏe của người tiêu dùng. Thưa quý khán giả, những loại phẩm màu này được chuyên dùng ở lĩnh vực nào và người tiêu dùng biết gì về chúng? Mời quý khán giả tiếp tục tìm hiểu. Theo các chuyên gia y tế, loại màu này được dùng chủ yếu trong công nghiệp dưỡng như thuốc nhuộm tóc, sản xuất cao su, chất chống oxy hóa cao su, mực in, và tuyệt đối cấm sử dụng trong thực phẩm. Các cái màu chim quay gà quay ở trên mạng ấy thì người ta bảo là tẩm ướp các cái vị màu của Trung Quốc ấy, cho nên là em không hay ăn. Người ta bảo là không đảm bảo sức khỏe. Đôi khi thì mình có thấy những cái loại mà màu nó cũng không được tự nhiên lắm, mình không biết nó là cái gì, nhưng mà mình biết đấy là những cái bột mà người ta chế tạo ra, người ta dùng thôi, mình không biết tên ấy. Cái bột sắt nếu như mà nó vào trong người thì nó xâm nhập vào người thì là không độc tố trong người nhiều, thành ra nó sinh ra nhiều bệnh tật cho mình. Nói chung là mình biết là nó độc hại đấy, nhưng mà mình hạn chế sử dụng là tốt nhất. Thật ra đấy chị, ngoài bột nghệ ra thì toàn dùng cái phẩm màu tự nhiên, ví dụ như cà chua lấy màu đỏ chẳng hạn, đúng không? Gấc thì lấy màu đỏ thế thôi, còn nghệ thật ra nhiều khi chị cũng xay nghệ tươi. Còn các chuyên gia có những cảnh báo và đưa ra lời khuyên như thế nào? Sau đây là những thông tin rất thiết thực mà quý khán giả không nên bỏ qua. Thì mình biết là cái chất màu công nghiệp mà nó có gây những cái tác hại rất là lớn với sức khỏe của mình, và đặc biệt là cái khả năng ung thư rất là cao. Bên cạnh đó thì người ta thấy rằng ở trẻ em mà ăn thường xuyên những cái màu công nghiệp á, thì nó giảm cái chỉ số thông minh, nó giảm tới 5 điểm rưỡi về chỉ số IQ của trẻ. Vì vậy mà đối với trẻ em thì chúng ta phải rất là cẩn trọng khi mà chúng ta cho tiền để trẻ tự mua những thức ăn, những cái bánh kẹo nhiều màu sắc thì rất là nguy hiểm. Tác hại của việc sử dụng phẩm màu công nghiệp trong chế biến thức ăn là rõ ràng và ai cũng biết. Tuy nhiên, vì lợi ích trước mắt, vẫn có những người lạm dụng các loại phẩm màu công nghiệp, thậm chí là cả những sản phẩm nằm trong danh sách các phụ gia bị cấm. Và tốt nhất là chúng ta nên hạn chế ăn ngoài và nên mua những loại thực phẩm tươi sống về nhà và tự tay tẩm ướp bằng những gia vị tự nhiên, tránh gây tổn hại cho sức khỏe của chính mình và gia đình. Xin được chúc quý khán giả có thật nhiều sức khỏe. Kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.